Xin chào mọi người, xin giới thiệu với mọi người là đây là cái mô hình cho thuê nhà ở bên Canada. Thì hôm nay tôi gọi là đi giao nhà cho một cái người cho thuê, một người thuê nhà. Đấy, thì bên này nó có mấy cái kiểu nhà cho thuê. Thứ nhất là một là cái kiểu condo, tức là nhà chung cư giống kiểu chung cư ở Việt Nam ấy. Đấy là nhà kiểu những cái tòa nhà kiểu này. Cái này là một cái tòa nhà bé. Thế còn cái kiểu thứ hai là cái nhà mà kiểu những cái nhà mà những cái tòa mà nó có khoảng độ 2 cho đến 5 căn hộ ở trong đấy, những cái tòa nhỏ nhỏ như kìa. Đấy thì là của một chủ sở hữu. Đấy, xong rồi người ta cho thuê, chia thành các cái phòng để cho người ta cho thuê. Còn cái kiểu thứ ba là nhà riêng. Thế thì ở bên này nó cho thuê rất là phổ thông, rất là phổ biến. Đấy, và người ta có những người dân chủ yếu là sống là đi thuê nhà là chủ yếu, chứ ít sở hữu lắm. Tỷ lệ sở hữu ở Việt Nam có thể lên 90 mấy %, nhưng mà đây này nó chỉ 30 mấy %. Đấy, thì là bây giờ tôi sẽ cho mọi người vào xem một cái nhà flat. Đây là 3 căn hộ. Đấy, thì bây giờ ở trên tầng 1 là có một căn hộ chính, tầng 2 là có 2 căn hộ. Đấy, bây giờ lên tầng 2. Đây có một căn hộ bên phải và một căn hộ bên trái. Bây giờ là mở căn hộ bên trái. Chìa khóa và xem đây là căn hộ 1 phòng ngủ. Căn hộ 1 phòng ngủ, để bỏ xếp ra ngoài. Đấy, thì đấy, đây là một cái căn hộ điển hình như này. Những cái nhà này trông này thôi mà nó cũng hàng 50-60 năm tuổi rồi. Đấy, thì đây là cái phòng phòng khách này. Đấy, phòng khách, một cái phòng khách nhỏ nhỏ. Đấy, căn hộ này chắc tôi nghĩ khoảng độ 50m2, 60m2 gì đấy. Xong rồi có ban công, ban công khóa rồi. Này, ban công. Ăn cơm. Đấy, thêm phòng khách nhá. Đấy. Xong rồi phòng ngủ này. Đấy, một phòng ngủ. Đấy, một cái căn như thế này là đang cho thuê 1.200 đô, tức là khoảng độ 40 triệu tiền Việt Nam. Đấy. Thì chung ấy thì là cái tiền cho thuê nó chỉ đủ cái tiền để mà trả lại ngân hàng thôi, không đủ. Đấy, tùy là mình vay lãi bao nhiêu. Đấy, ví dụ như thường ở những cái căn hộ như này mà mình mua một cái tòa như này nó khoảng độ 800.000 đô, 800-900.000 đô. Đấy, và vay ngân hàng 80-90%. Thì sau đó rồi đấy nhá, cái nhà này hay lắm. Họ xây họ những cái nhà này là những nhà đã chuyên cho thuê, và những khi mà có 3 đến 4 căn hộ ấy, thì bao giờ nó cũng sẽ có cái cầu thang thoát hiểm phía sau. Đấy, cầu thang thoát hiểm phía sau này. Đấy, cầu thang thoát hiểm phía sau. Đấy, thế là cháy chưa các thứ là chạy đi qua đường này để ra để thoát hiểm ra. Đấy, cầu thang thoát hiểm. Nhà nào cũng thế. Nhà nào cũng có cầu thang thoát hiểm này. Đấy. Và ở đây thì nó cái sân ở đường sau bao giờ nó cũng có một cái khoảng sân để người ta thoát hiểm ra. Đấy, thì những cái nhà này là nó hàng 100 năm rồi, gần 100 năm, từ những năm mấy. Đấy, có những nhà thì hơn 100 năm. Nhưng mà nó đều tối thiểu là như này. Đấy, thì có những cái nhà nó gọi là nhà townhouse, nhà phố, nó khu vực nó ấy hơn thì nó không còn những khoảng cách nữa. Nó không còn detach nữa, không còn cách biệt nữa, mà nó liền nhau giống nhiều nhà phố của mình. Nhưng mà nhìn chung là bao giờ nó cũng có cầu thang thoát hiểm phía sau, nếu mà đã có trên 2 căn hộ. Vậy thì là nó an toàn. Thì đấy là một cái nhà cơ bản ở Canada là như thế. Và
ở bên này ấy thì là người ta vì là cái nhu cầu thuê nhà rất là lớn. Như tôi nói là người ta không sở hữu, người ta không sở hữu cái sở không sở hữu nhà, cho nên cái nhu cầu rất lớn, và người ta cái cho nên chính thế, cho nên là các cơ quan chức năng người ta đưa ra những cái bộ nguyên tắc hay là những cái luật để mà bảo vệ người bảo vệ cái hoạt động cho thuê nhà đấy rất là rõ ràng. Đó thì người thuê nhà cũng được bảo vệ và người 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 cho thuê cũng được bảo vệ đấy. Và nó rất là rõ ràng. Chính vì thế cho nên là nó mới được vận hành một cách rất là trơn tru. Người thuê nhà người người cho thuê nhà không thể nào mà tự tiện tăng giá nhà, muốn tăng bao nhiêu thì tăng, hay là muốn cho người ta đi ra hoặc là không muốn cho người ta thuê nữa là cứ đuổi đi là không được. Đấy, bên này nó bảo vệ rất là chặt chẽ, nó bảo vệ rất là chặt chẽ, không 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 được những cái đấy nó cực kỳ rõ ràng và nó chặt chẽ. Đấy, ông không thể nào mà ông thay đổi một cách bùng phát, ông thay đổi được. Đấy, thậm chí là ví dụ những người mà ví dụ như nó có những quy định như này để nó bảo vệ người thuê nhà, ví dụ như là cái người đó quá 65 tuổi hay quá 70 tuổi thì đó là không được đuổi đi, tại vì người ta không còn khả năng để mà người ta kiếm tiền hay là các cái việc chuyển nhà thì rất là khó khăn. Rồi là kiểu như khi mà chuyển sang nhà khác thì phải tăng tiền lên chẳng hạn, thì là họ không trả được, là không 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 cho nên không đuổi người ta đi. Rồi là mùa đông không được đuổi người ta đi, ví dụ mùa đông lạnh người ta không có chỗ nào đuổi đi, không được, không được đuổi đi. Rồi là người ta thất nghiệp hay là gì đấy thì cũng không được đuổi đi. Đấy là có đuổi được, nhưng mà nói chung là cái quy trình nó sẽ rất là phức tạp. Thì đấy là nó bảo vệ cái người 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 đi thuê. Tất nhiên là nó cũng sẽ cái gì nó có hai mặt của nó, ví dụ như là bảo vệ như thế thì sẽ làm cho nhiều, có những người người ta ở lâu, người ta thuê cái một cái nhà mà người ta ví dụ như là bây giờ mà đến bây giờ mà ở Canada mà vẫn có những người người ta thuê nhà thì mất 300 đô thôi, tức là 6 triệu, dưới 6 triệu, 5 6 triệu gì đó, tại vì người ta thuê là mấy chục năm này rồi. Đấy, chỉ có mỗi 300 đô thôi, thì thành ra là với cái số tiền đấy thì nó rất là nhỏ, cái nhà đó người ta không thể nào mà sửa được, không thể nào mà cải tạo mà nâng cấp được. Chính vì thế cho nên là đấy là một cái nhược điểm của cái bảo vệ người thuê nhà ấy. Đó thì cái nhà đấy chắc nhiều người người ta ở Canada này, có nhiều nhà người ta ở trong những cái tình trạng rất là cũ nát, đổ nát. Ví dụ tôi nói ví dụ như là cái nhà đối diện đây chẳng hạn, đấy, mọi người xem cái cửa các thứ này, cái cửa này, cửa sổ chắc nó cũng rất là cũ rồi, những cửa sổ này là cực kỳ cũ rồi. Là người ta không chắc là đây là kiểu như cho thuê lâu rồi, xong người ta không có tiền để người ta cải tạo hay người ta sửa chữa gì cả. Cho nên là cái người thuê người ta phải sống trong một cái tình trạng gọi là rất là kém. Đấy. Rồi đó thì đấy là nó qua về cái thuê nhà ở Canada. Đó thì ở bên này nếu mà đầu tư cái này thì nói chung là như tôi sang là tôi mua vào cái giai đoạn nó khá là cao, cho nên là gần như không có lời gì hết, không có lời gì hết, thậm chí lỗ. Thế cho nên là nếu mà trong giai đoạn mà lãi suất nó thấp ấy, ở bên này cái lãi suất nó cực kỳ ảnh hưởng đến 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 những cái hoạt động kinh doanh kiểu như này. Là khi mà lãi suất mà tăng một cái là thôi, coi như là nó gần như nó đóng băng lại cái thị trường bất động sản. Không hẳn là đóng băng nhưng mà lại là nó sẽ chậm đi rất nhiều. Chứ trước là nó khi mà giá nhà nó tăng sau Covid thì nghĩa là tăng, coi như đi mua nhà hay là gì thì nó cứ nhiều nhiều như là thị trường đấy đang gọi là thị trường của người mua, quên thị trường của người bán, tức là người bán sẽ chọn có cái cơ hội để chọn người mua, chứ người mua không có cơ hội chọn hàng hóa, thành ra là đi mua nó chỉ hiểu tranh nhau ấy, phải đấu giá rồi các thứ rất là mệt đó. Thì nhưng mà khi mà người ta tăng lãi suất đồng cái thì coi như là thị trường đấy là tèo ngay, tự nhiên lại chuyển thành cái người thị trường lại chuyển từ người bán sang người mua. Người mua lúc đấy có cơ hội lựa chọn, có cơ hội thương thảo giá này nọ, rồi là đưa ra các điều kiện điều khoản. Thế thì cho nên là cái kiểm soát vĩ mô của nó ở bên này nó rất là tốt. Tại vì khi mà đó thì thôi mình lại liên thuyền một chút về cái đây nhá, cái nhà này không, cái nhà này thì cũng dạ tôi nghĩ là cũng được đã được cải tạo mới rồi, cho nên là nó cũng khá là hiện đại, chứ còn những nhà cũ thì nó sẽ ọp ẹp hơn. Nhưng mà nhìn nhìn chung cơ bản hàng
hàng mấy chục năm nay, 60-70 năm nay, hoặc là thậm chí hàng trăm năm nay rồi, nhưng mà nó các cái trong nhà nó đúng là nó hơi bé, thế nhưng mà các cái thiết kế của nó rất là cơ bản. Đấy, bao giờ cũng có tủ quần áo này, rồi là trong nhà này thì ở Canada nên là sấy, nhưng tất nhiên là bây giờ cũng nhiều nhà phải lắp điều hòa rồi, cũng nóng lắm. Đây là giọng sưởi này. Đấy. Rồi tủ quần áo các thứ là những cái cơ bản đấy là nó đều có rất là đầy đủ luôn. Ok, thôi được rồi. Đó thì dạo này bận quá nhưng hôm nay tự nhiên lại nổi hứng nên lại quay video cho anh em. Xin chào, hẹn gặp lại.